Xin chào quý khán giả của kênh Sống 247. Trong chuyên mục Read and Learn hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một bài viết trên trang The Wall Street Journal, 5 mẹo tiết kiệm chi tiêu trong mùa lễ hội từ các nhà kinh tế học hành vi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Việc chi tiêu quá mức là do con người. Khoa học hành vi có thể giúp bạn kiểm soát tốt hơn để mua sắm hợp lý trong các kỳ nghỉ lớn hàng năm như Giáng sinh và năm mới. Chúng tôi đề nghị bạn nên khai thác sự khôn ngoan của các nhà kinh tế học hành vi trong việc mua quà tặng. Nhà kinh tế học hành vi nghiên cứu chuyên về tâm lý học và các con số. Họ tập trung vào cách người tiêu dùng như bạn tiêu tiền như thế nào, cũng như những thủ thuật và thói quen có thể giúp bạn không vô tình chi tiêu quá mức. Kathy Millman, một giáo sư tại trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania cho biết, chúng ta là những sinh vật bốc đồng. Khi chúng ta đối mặt với một tình huống tác động lên cảm xúc của mình, chúng ta có xu hướng coi trọng sự hài lòng tức thời. Chính phủ và các chuyên gia chính sách công thường dựa vào hiểu biết sâu sắc của các nhà kinh tế học hành vi để giúp người tiêu dùng tiết kiệm nhiều hơn và đưa ra những lựa chọn thông minh hơn. Và bạn cũng có thể học được nhiều điều từ đó. Điều đó đặc biệt đúng trong kỳ nghỉ lễ, khi những kỳ vọng của người thân, thời gian nghỉ lễ và cả cảm giác hồi hộp săn lùng món hời đều hội tụ cùng một lúc, khiến bạn dễ rơi vào tình cảnh chi tiêu vượt quá ngân sách. Sau đây là 5 lời khuyên của chuyên gia kinh tế học hành vi có thể giúp bạn vừa tiết kiệm tiền, vừa giảm bớt căng thẳng. Thứ nhất, đặt một số giá neo. Duy trì ngân sách không bao giờ dễ, nhưng nếu bạn bắt đầu với những kỳ vọng phù hợp thì bạn sẽ có nhiều khả năng thành công hơn, hoặc ít nhất là bạn đạt được mức thành công nếu ngân sách là 100 đô la kiểm soát chi tiêu cho một món quà. Rất có thể cuối cùng bạn sẽ chi vào món quà trị giá 110 đô la và điều đó có thể ngăn bạn chi mua món quà lên tới 200 đô la. Những dự định chi tiêu đã được chuẩn bị sẵn đó được các nhà kinh tế học hành vi gọi là hiệu ứng neo đậu. Một thói quen nhận thức ban đầu được mô tả bởi Amos Tversky và Daniel Kahneman, hai nhà tiên phong trong lĩnh vực này vào những năm 1970. Các nhà bán lẻ nhận thức rõ về thói quen neo đậu giá, đó là lý do tại sao họ cố gắng làm cho những hàng hóa trông rẻ hơn bằng cách định giá chúng ở mức 99 đô la thay vì 100 đô la. Nhưng bạn cũng có thể sử dụng nhận thức về neo giá để làm lợi thế cho mình. Marielle Beasley, đồng sáng lập phòng thí nghiệm Common Sense tại Đại học Đúc cho biết, khi bạn đặt ngân sách cho kỳ nghỉ, cô ấy khuyên bạn nên chọn ngân sách riêng cho từng món quà. Mặc dù điều này có vẻ giống như quản lý vi mô, nhưng mục tiêu không phải là chi tiêu chính xác số tiền đó một vào mỗi lần mua, để đảm bảo rằng nếu hoặc là khi mà bạn vượt qua cái mục tiêu đặt ra thì bạn sẽ không vượt quá giới hạn. Bisley nói, việc ghi nhớ con số đó sẽ làm giảm sự cám dỗ của bạn để mua thứ khác mà bạn nghĩ rằng người đó có thể thích, cuối cùng lại khiến bạn phải chi trả cao hơn nhiều. Thứ hai, tiết kiệm bằng số tiền chứ không phải bằng số phần trăm. Giảm giá tuyệt vời, nhưng không phải tất cả các khoản giảm giá đều được tạo ra như nhau. Theo Millman, một sai lầm phổ biến mà người mua thường mắc phải là tập trung vào việc sản phẩm được giảm giá mạnh như thế nào hơn là số tiền thực tế mà họ tiết kiệm được. Thật tuyệt vời khi việc giảm giá 50% cho một chiếc mũ trị giá 100 đô la. Nhưng còn tuyệt vời hơn khi được giảm giá 1% cho chiếc ô tô trị giá 20.000 đô la. Cái đầu tiên trị giá
là 50 đô, cái thứ hai trị giá tiết kiệm là 200 đô. Các nghiên cứu cho thấy người mua hàng đôi khi làm việc chăm chỉ hơn để kiếm được số tiền lớn hơn từ những mặt hàng có giá trị nhỏ hơn. Đó là bởi vì chúng ta thích đi đường tắt. Thay vì căng thẳng trí óc, chúng ta có xu hướng dựa vào cái mà các nhà kinh tế học gọi là kế toán tinh thần, đưa ra các đánh giá giá trị dựa trên tiêu chí chủ quan bên ngoài, như cái cách hiển thị doanh số bán hàng. Cách khắc phục rất đơn giản. Khi bạn đánh giá một đợt giảm giá, hãy luôn dành chút thời gian để chuyển đổi phần trăm chiết khấu thành tiền trước khi quyết định xem liệu đó có thật sự xứng đáng với bạn hay không. Và mặc dù việc lướt qua các danh sách bán hàng trong những ngày nghỉ lễ có thể thú vị, nhưng hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng, dành thời gian và công sức để đạt được thỏa thuận tốt hơn một chút cho các khoản thế chấp mua ô tô hoặc nhà của bạn, có thể có tác động lớn hơn nhiều đến ví tiền của bạn về lâu dài. Thứ ba, tạo một rào cản nhỏ. Việc giảm giá không kéo dài mãi mãi. Các nhà bán lẻ rất giỏi trong việc sử dụng thực tế đó để làm lợi thế cho mình. Bisley nói, mua sắm trong kỳ nghỉ được thiết kế nhằm cố gắng khiến bạn cảm thấy cần phải mua ngay bây giờ vì ngày mai không thể có món hàng ở đấy nữa. Sự vội vàng đó thật sự khiến cho bạn phải tiêu nhiều tiền hơn thế. Mục tiêu của bạn là làm sao đưa ra những quyết định mua sắm thật bình tĩnh và cân nhắc. Nếu bạn đang ở cửa hàng để cân nhắc mua một món quà vượt quá ngân sách, Bisley khuyên bạn nên quay lại vào ngày hôm sau trước khi thực sự mua nó. Đối với người mua sắm trực tuyến, theo ông Scott Reed, giáo sư tiếp thị tại Đại học Michigan, người nghiên cứu về hành vi, khuyên bạn nên tạo ra cái mà ông gọi là ma sát để làm chậm quá trình ra quyết định. Ông đề xuất một bước xóa thông tin thẻ tín dụng của bạn ra khỏi tài khoản mua sắm để bạn không thể thực hiện mua hàng bằng cú nhấp chuột. Ông nói, nếu bạn không lưu thông tin thẻ tín dụng trong tài khoản mua sắm của mình, khả năng thức dậy và tìm thấy cái ví có thể khiến bạn suy nghĩ xem liệu bạn có cần thực hiện giao dịch này ngay bây giờ hay không. Thứ tư, sửa đổi ngân sách tổng sau khi bạn vung tiền. Cuộc sống đầy những ngoại lệ và danh sách mua sắm của chúng ta cũng vậy. Bạn nhìn thấy một chiếc ví tuyệt đẹp mà mẹ bạn rất thích, nhưng nó lại đắt gấp 3 lần số tiền bạn định chi. Ừ, dù sao thì cũng là mẹ của bạn. Tuy nhiên, các nhà kinh tế học cảnh báo bạn cần cảnh giác với những khoản chi tiêu ngoài kế hoạch. Và khi bạn định chi tiêu, bạn cần thực hiện thêm một bước nữa là điều chỉnh những chi phí này vào tổng ngân sách của bạn. Nghiên cứu cho thấy khi nói đến những khoản mua sắm đặc biệt, chẳng hạn như mua một chiếc máy tính mới hoặc tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, chúng ta có nhiều khả năng chi tiêu quá mức so với những chi phí thông thường, như hóa đơn, điện nước, truyền hình cáp internet hay là đi mua rau củ. Và việc đưa ra các ngoại lệ có thể là một vấn đề lớn trong việc lập ngân sách chi tiêu. Các nghiên cứu cho thấy chúng ta có xu hướng đánh giá thấp các khoản chi tiêu cho những dịp đặc biệt. Các nhà kinh tế cho biết, mặc dù việc làm trái kế hoạch là bản chất của con người, nhưng bạn vẫn nên cố gắng duy trì kỷ luật trong tổng ngân sách của mình. Khi bạn phung phí, hãy buộc bản thân quay lại với kế hoạch chi tiêu hàng tháng của mình và trừ đi số tiền bạn đã chi tiêu quá mức vào một khoản khác. Và cuối cùng, hãy suy nghĩ bên ngoài hộp quà. Điều này rất quan trọng. Khi nói đến quà tặng ngày lễ, điều đầu tiên bạn nghĩ đến những chiếc hộp được gói trong giấy sáng có nơ lễ hội. Nhưng nghiên cứu học thuật chỉ ra rằng những món quà dưới dạng trải nghiệm như những chuyến du lịch, dã ngoại hoặc những chuyến đi chơi đặc biệt thường khiến con người hạnh phúc hơn những món quà vật chất. Một lý do quan trọng, trải nghiệm đi kèm với sự chờ đợi trước đó, sự thích thú trong khoảnh khắc
và những kỷ niệm đẹp sau đó. Nghiên cứu khoa học hành vi cho thấy những điều này thực sự cải thiện hạnh phúc hơn hàng hóa vật chất. Tuy nhiên, ngoài tất cả những điều này, việc mang lại trải nghiệm chu đáo cũng có thể giảm bớt sự áp lực cho ngân sách của bạn. Theo Beasley, quà tặng trải nghiệm có thể rẻ hơn. Cô nói, bạn nhận được sự ghi nhận cho một món quà lớn hơn vì đó là thời gian, sức lực và sự quan tâm của bạn. Beasley nói, nếu bạn dự định tặng ai đó một đôi giày trượt băng mới, hãy cân nhắc việc dành một buổi tối trượt băng cùng với người đó. Những chuyến đi chơi như thế này thường được đánh giá cao hơn và lưu lại trong trí nhớ lâu hơn. Đó là tất cả 5 mẹo để chi tiêu trong mùa lễ hội mà giúp bạn không vượt qua ngân sách nhưng mà đem lại một ý nghĩa thật sự cho tất cả chúng ta để được trải nghiệm nhiều hơn cùng gia đình, nhưng mà thật sự là không phải là một điều tốn kém và chúng ta cũng không nặng nề để việc mà mua những món quà đắt đỏ. Vì điều quan trọng đó là tấm lòng, là sự chân thành, là thời gian để dành cho nhau các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.